Cuộc đời tuổi Đinh Mùi, sinh năm 1967, thất quần chi dương, tuổi trẻ vất vả thế đủ rồi, hậu vận gặp thời đổi đời sau một đêm. Giàu nhanh chóng mặt, tiền vàng đè ngạt thở, từ 58 tuổi tới 100 tuổi, may mắn liên tiếp giàu sang, an nhàn, thọ tỷ Nam Sơn. Hoan hỉ chào đón quý vị cùng các bạn đã quay trở lại với kênh Minh Đường Tử Vi. Quý vị thân mến, trong vòng trường sinh 12 con giáp, người tuổi Mùi cầm tinh con dê được mệnh danh là loài vật hiền lành và nhu mì nhất, nhưng đôi khi đó lại chính là rào cản, khiến cho họ gặp nhiều khó khăn trắc trở trên con đường công danh sự nghiệp. Đinh Mùi với nạp âm hành thủy, do can đinh ghép với chi mùi hỏa, sinh nhập thổ bằng can sinh chi, tuổi con dê là lứa tuổi có căn bản thực lực hơn người, nhiều may mắn ít gặp trở ngại trên đường đời. Nếu ngày sinh có hàng can đinh, kỷ, sinh giả sử Mùi còn được hưởng phúc lớn của dòng họ. Đặc trưng cơ bản nhất của những người tuổi Đinh Mùi, sinh năm 1967, thuộc mệnh thiên hà thủy, đó là sự thông minh, trí tuệ, vì trong ngũ đức, hành thủy, chủ trí tuệ nước mưa hay diễn đạt một cách bóng bẩy là nước thiên hà, là sự kết tinh của hành thủy, Đinh Mùi là mẫu người điềm đạm nhân hậu, tiếng nói thanh nhã, rất mẫn cảm, thích an phận thủ thường, không muốn đảm trách đại sự, cẩn thận và tỉ mỉ trong cách xử lý công việc. Tuy nhiên thì đôi khi quá cẩn thận và do dự nên đã bỏ lỡ nhiều cơ hội tốt trong tầm tay, tính tình lương thiện mềm mỏng, nhiều khả năng thuyết phục nên dễ thu phục nhân tâm. Và theo chuyên gia phong thủy hàng đầu Phương Dương có chỉ ra rằng, có một liệu pháp tuyệt vời để người tuổi Đinh Mùi trở mình đổi vận lên giàu có và hạnh phúc, đó chính là nắm trong tay tấm bản đồ cuộc đời của mình. Nổi bật là từ năm 58 tuổi tới 100 tuổi, về cuộc đời của những người này cụ thể diễn biến ra sao, năm nào gặp nhiều may mắn, vạn sự hanh thông, công danh rộng mở, năm nào thì vận hạn giáng xuống cần phải tránh xa, Minh Đường Tử Vi sẽ chia sẻ như sau. Đây là lá số ứng với Đinh Mùi 1967. 1. Đặc trưng phân biệt theo can chi ngũ hành và phẩm chất tính cách là một Đinh Mùi chu đáo chỉ khi mệnh thánh thiện, thành thực có lòng chính nghĩa, có sự đồng cảm và thành công viên mãn. 2. Tổng quan cuộc đời đầy đủ các phương diện sự nghiệp công danh, tài lộc, sức khỏe và tình duyên gia đạo, đặc biệt là diễn biến tử vi vận mệnh chọn đời theo ngày sinh, tháng sinh may mắn nhất. 3. Vận mệnh tuổi Đinh Mùi, sinh năm 1967, diễn biến qua từng năm tuổi, từ năm 58 tuổi tới 100 tuổi. 4. Tương hợp, tương khắc và nguyên lý phong thủy của người tuổi Đinh Mùi, sinh năm 1967, xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi nhé. Người tuổi Đinh Mùi được tử vi tinh chiếu mạng, vì thế mà vận mệnh cuộc đời vô cùng tốt đẹp, người này gặp được rất nhiều may mắn, cũng được quý nhân phù trợ nâng đỡ. Vượt qua mọi khó khăn, Đinh Mùi hay còn được gọi là thất quần chi dương, tức là con dê lạc đàn, năm sinh dương lịch, từ mùng 9 tháng 2 năm 1967 tới 28 tháng 1 năm 1968. Năm sinh âm lịch Đinh Mùi, thiên can đinh, tương hợp với can nhâm, tương hình với canh tân, canh quý, địa chi Mùi thuộc tam hợp là hợi, mão, mùi, tứ hành xung là thìn, tuất, sửu, mùi, mạng thiên hà thủy, nghĩa là nước sông thiên hà, khắc thiên thượng hỏa, con nhà hắc đế, xương con dê, tướng tinh con rồng, cậu tài cậu quý độ mạng. Đinh Mùi với nạp âm hành thủy, do can đinh ghép với chi mùi, hỏa sinh nhập thổ bằng can sinh chi, tuổi con là lứa tuổi có căn bản thực lực hơn người, nhiều may mắn ít gặp trở ngại trên đường đời, nếu ngày sinh có hàng căn khổ kỳ sinh, Đinh Mùi còn được hưởng phúc lớn của dòng họ, tái sinh vào hai mùa thu và đông là thuận mùa sinh. Đinh Mùi là mẫu người điềm đạm nhân hậu, tiếng nói thanh nhã rất mẫn cảm, thích an phận thủ thường, không muốn tạm trách đại sự, cẩn thận và tỉ mỉ trong cách xử lý công việc. Tuy nhiên thì đôi khi quá cẩn thận và do dự nên bỏ lỡ nhiều cơ hội tốt trong tầm tay, tính tình lương thiện mềm mỏng, nhiều khả năng thuyết phục nên dễ thu phục nhân tâm. Người sinh năm Mùi tính tình khá hiền hòa, hiếu nghĩa đủ đầy, họ lanh lợi hoạt bát, có óc thẩm mỹ cao, có năng khiếu về nghệ thuật. Bên ngoài nhẹ nhàng, nhưng họ có đầu óc tư duy suy nghĩ thâm trầm, người này thích yên tĩnh, tâm hướng thiện, có niềm đam mê về tôn giáo. Vận thế tài lộc tuy rằng không đại phú đại quý, nhưng về cơ bản khá bình ổn, đủ ăn đủ mặc, họ là những người có nghị lực dám tay trắng làm nên sự nghiệp. Song cần đặc biệt chú ý về chi tiêu, nên học cách kiểm soát nhu cầu của bản thân. Ưu điểm của người tuổi Đinh Mùi nằm ở chỗ họ, luôn suy nghĩ chu toàn, sắp xếp công việc ổn thỏa, tinh thần cầu tiến, giỏi xã giao, tính cách lại hiền hòa, nên họ được lòng nhiều người bạn bè khắp bốn phương. Tuy nhiên, thực sự tính cách của người này khá hướng nội, hay nghĩ nhiều bên trong lòng, ngoài mạnh mẽ là nội tâm khá yếu mềm, người này đa sầu đa cảm, tinh tế nhạy cảm và chu đáo với những người xung quanh. Sự cẩn trọng của họ đem lại cho người khác cảm giác an toàn và có thể tin tưởng được họ, yêu thích công việc và luôn dồn hết tâm sức phấn đấu trong mục tiêu đã định.
Xét về khía cạnh sự nghiệp của tuổi Đinh Mùi 1967. Người sinh năm con dê thiện chiến trong chiến thuật dày vào người khác, nên bạn không thể đánh giá thấp họ, bằng không sẽ đại bại dưới tay họ đó. Tuy vậy họ cũng là người sống chân thành, có thái độ bình tĩnh trước mọi việc. Trong công việc, người tuổi Đinh Mùi rất chăm chỉ nỗ lực, chỉ biết vùi đầu mà làm việc, họ có sự nhẫn nại vô biên, không khuất phục trước khó khăn, chỉ biết cúi đầu mà bước tiếp. Người tuổi Đinh Mùi có số mệnh cực tốt, thường được người khác dâng tiền đến trước mặt và dù có là người cực nghèo, thì họ cũng được sự hỗ trợ từ cha mẹ, tổ tông, có điểm được quý nhân có tiền có quyền che chở giúp đỡ. Họ gặp được việc gì khiến họ nổi hứng, thì sẽ dùng mọi thủ đoạn để đạt được nhu cầu của mình. Còn nếu họ không thích thì dù có bao nhiêu thúc giục cũng không khiến họ động tay. Nhìn chung cuộc đời người tuổi Mùi chậm rãi mà cũng có sự lên xuống, thường phải đến cuối đời họ mới có được thành công mong muốn. Nếu có được người ưu tú đưa đường chỉ lối, thì tuổi trẻ sớm sẽ xuất đầu lộ diện, hay đổi cách nói khác thì thời trẻ nếu muốn thành công thì phải có chỗ dựa lớn. Về tài lộc chọn đời Đinh Mùi 1967. Tử vi chọn đời tuổi Mùi mặt tài vận không có quá nhiều trắc trở, cũng không gặp phải nguy cơ quá lớn về tiền bạc, khi còn trẻ họ đã có thể sở hữu cuộc sống khá sung túc đủ đầy. Người này có một nhược điểm, chính xác hơn là thích mua những đồ xa xỉ phẩm, lại rất hào phóng rộng rãi với bạn bè, nên tiền kiếm được tiền cũng rất nhanh. Họ không có số mệnh đại phú đại quý, song vẫn có được cuộc sống nhàn tản, bình an, không phải lo lắng về tài chính. Không giàu nhưng cũng không phải thiếu thốn bao giờ. Nếu chuyên tâm hơn phát triển sự nghiệp thì họ có thể tay trắng làm nên, thành công gây dựng cơ đồ. Lời khuyên, tài chính đầu tư luôn có sự rủi ro, hãy có chiến lược và sự chuẩn bị tốt. Tuổi Mùi thường nóng vội muốn nhìn thấy thành quả mà không xảy ra sơ suất. Tốt nhất bạn hãy nên học cách tiết kiệm, biết sự chủ cho những kế hoạch của mình. Có như vậy thì việc kinh doanh mới đạt hiệu quả cao. Hãy tìm những đối tác làm ăn là những con giáp hợp với tuổi của bạn. Đối với tuổi Mùi đó chính là Mão và Hợi. Đây là những vị quý nhân đem lại may mắn, tiền tài cho bạn. Sức khỏe chọn đời tuổi Đinh Mùi 1967. Tử vi chọn đời tuổi Mùi mặt sức khỏe thuộc thổ, mà hành thổ đại diện cho tỳ vị, nên người này dễ gặp các vấn đề về tiêu hóa như đau bụng, chướng bụng, ăn không tiêu, đau dạ dày, đau đại tràng, phù thúng. Đặc biệt người này yêu thích ăn uống và không kén chọn nhiều nên lại càng hay có vấn đề về phần này. Ngoài ra, Phật độ mệnh của tuổi Mùi là Đại Nhật Như Lai. Nếu con giáp này mang theo người những vật tượng trưng của Phật hoặc dốc lòng thờ cúng sẽ được Phật che chở bảo vệ, phù hộ độ trì vượt qua những nạn bệnh tật, đau ốm. Về tình cảm gia đạo chọn đời, Đinh Mùi 1967. Đối với nam mạng, chuyện nhân duyên của nam mạng Đinh Mùi được chia ra thành 3 trường hợp như sau. Những người sinh vào tháng 8 và tháng 12 âm lịch có thể sẽ phải thay đổi đến 3 lần trong chuyện tình duyên mới đến được với bến bờ hạnh phúc cuối cùng. Những ai sinh vào các tháng 1, 2, 3, 4, 5, 9 và 10 âm lịch, tình duyên sẽ phải trải qua 2 lần thay đổi mới tìm được bến đỗ cuối cùng trong cuộc đời. Còn những nam mạng được hạ sinh vào các tháng 6, 7 và 11 âm lịch sẽ vô cùng may mắn vì không phải trải qua bất cứ sự thay đổi nào trong chuyện tình duyên, mà sẽ chung sống hạnh phúc đến cuối đời với ý chung nhân duy nhất của cuộc đời mình. Nam mạng Đinh Mùi được hưởng gia đạo êm ấm, hạnh phúc. Từ nhỏ công danh của Đinh Mùi nam mạng đã có phần sáng rõ, đến chung vận càng vững vàng, có thể đạt tới đỉnh cao. Sự nghiệp của nam mạng Đinh Mùi sẽ hoàn thành vào năm 36 tuổi và luôn phát triển không ngừng. Cũng từ đây mà của cải vật chất ngày càng nhiều, cuộc sống lúc nào cũng được sung túc dư giả. Đối với nữ mạng, chuyện nhân duyên của nữ mạng Đinh Mùi được phân thành 3 trường hợp sau. Những người sinh vào các tháng 4, 9 và 12 âm lịch có thể sẽ phải trải qua 3 lần thay đổi trong chuyện tình duyên mới đến được với bến bờ hạnh phúc của riêng mình. Những ai sinh vào các tháng 1, 2, 5, 8 và 10 âm lịch thì tình duyên sẽ phải trải qua 2 lần thay đổi mới đến được bến đỗ cuối cùng của cuộc đời. Nữ mạng Đinh Mùi sinh vào các tháng 3, 6, 7 và 11 âm lịch là những người may mắn nhất. Họ không phải trải qua bất cứ sự thay đổi nào trong chuyện tình duyên mà sẽ chung sống hạnh phúc đến cuối đời với ý chung nhân duy nhất của cuộc đời mình. Gia đạo hòa thuận, yên vui, công danh chỉ dừng lại ở mức trung bình, sự nghiệp được vẹn toàn vào năm 40 tuổi, tài lộc dồi dào, không bao giờ bận tâm suy nghĩ hay lo lắng. Và bây giờ sẽ là mục được nhiều anh chị đang chờ đợi từ đầu chương trình tới giờ, đó là vận trình tử vi năm mới 2024, tức tuổi Đinh Mùi 60 tuổi. Và đặc biệt là cách hóa giải vận cho Đinh Mùi có một năm mới may mắn, bình an và giàu có. Mệnh chủ tuổi Đinh Mùi cầm tinh con dê, có ngày sinh dương lịch trong khoảng từ ngày 9 tháng 2 năm 1967.
Đến ngày 28 tháng 1 năm 1968, can chi của tuổi Đinh Mùi mang ý nghĩa thất quần chi dương, dê lạc đàn. Nam mạng sinh năm 1967 mệnh thủy, thiên hà thủy, nghĩa là nước trên trời. Năm Giáp Thìn 2024 có mệnh hỏa, dựa trên thuyết ngũ hành. Mệnh hỏa của năm tương khắc với mệnh thủy của tuổi Đinh Mùi, thiên can Đinh, bình hòa với thiên can Giáp, địa chi Mùi bình hòa với địa chi Thìn, như vậy được đánh giá là rất tốt. Vận trình tử vi tuổi Mùi 1967 nam mạng sẽ có nhiều chuyển biến tích cực, càng về cuối năm càng được thảnh thơi, thoải mái. Sự nghiệp trong giai đoạn này đã có chiều sâu nhất định và nền tảng vững chắc, phía gia đạo thì con cái đủ đầy, gia đình hạnh phúc. Năm 2024 này, nam mạng Đinh Mùi sẽ cần chú ý đến sức khỏe, đời sống tinh thần nhiều hơn. Sức khỏe là tài sản vô giá quyết định mức độ hạnh phúc của tuổi già. Việc chăm sóc tốt cho bản thân không chỉ để cải thiện chất lượng sống, mà còn là cách đối xử tốt với con cái, gia đình. Trong năm này, phần lớn nam mạng Đinh Mùi đã nghỉ hưu, số ít vẫn lao động, nhưng chỉ là những công việc nhẹ nhàng, tâm thế của mệnh chủ không còn gánh nặng kinh tế, nên việc làm thêm cũng thoải mái thư thả. Đây là thời điểm mệnh chủ có thể nhìn lại sự nghiệp của bản thân và tự hào về thành tích đã đạt được. Đối với những người đang giữ các vị trí lãnh đạo thì vẫn sẽ nắm được những cơ hội tốt, là người giỏi thu phục nhân tâm, có bề dày kinh nghiệm lớn lao, dù gặp khó khăn gì mệnh chủ Đinh Mùi đều có thể giải quyết ổn thỏa, sự nghiệp vinh hiển khi về già. Trong năm Giáp Thìn này, tình hình tài chính của nam mạng tuổi Mùi 1967 đã có nền tảng vững vàng, bản mệnh biết gia tăng thu nhập lên đến đỉnh cao từ thời trẻ, nên ở độ tuổi 58 hiện tại đã có những khoản quỹ dự phòng cho tương lai. Năm này, mệnh chủ nên chú ý minh bạch, suy xét kỹ lưỡng trong việc đầu tư tiền bạc. Trong giai đoạn nền kinh tế khó khăn chung, nam mạng Đinh Mùi nên hạn chế cho vay mượn, nếu có cần soạn biên bản giấy tờ cẩn thận để tránh việc nhầm lẫn. Về phần gia đạo, năm 2024 nam mạng Đinh Mùi được hưởng yên bình, êm ấm và hạnh phúc. Con cháu trong khoảng thời gian này đa số đã có công danh tốt, tình hình kinh tế khá giả, khiến mệnh chủ được yên tâm. Bởi vậy, mệnh chủ không nên làm việc quá lao lực mà cần dành nhiều thời gian hơn cho gia đình, nghỉ ngơi thư giãn bên con cháu. Mặt khác, mệnh chủ nên động viên con cháu về quây quần bên gia đình dịp lễ, nhắc nhở thế hệ sau tiếp nối và phát triển truyền thống phúc đức của gia đình. Ở độ tuổi này, sức khỏe chính là tài sản quý giá nhất của tuổi Đinh Mùi nam mạng. Tùy vào điều kiện mà mệnh chủ có thể chọn lựa bộ môn thể thao phù hợp, miễn sao có cơ thể khỏe mạnh, đời sống tinh thần lạc quan, tích cực, vui vẻ. Năm 2024 Giáp Thìn, mệnh chủ nên thay đổi thói quen sinh hoạt trước đây, hãy thường xuyên luyện tập thể dục thể thao, tham gia những hoạt động xã hội phù hợp để cuộc sống vui vẻ, tuổi thọ gia tăng. Riêng với nữ mạng, năm Giáp Thìn 2024 mệnh hỏa, xét theo thuyết ngũ hành, mệnh thủy của tuổi tương khắc với mệnh hỏa của năm, nhưng có thiên can Đinh bình hòa với thiên can Giáp, địa chi Mùi bình hòa với địa chi Thìn nên khá tốt. Tổng quan vận trình tử vi năm 2024 của nữ Đinh Mùi được bình an may mắn, đa số người tuổi Đinh Mùi nữ mạng đã nghỉ hưu, không còn quá vướng bận công việc. Chỉ cần giữ quan hệ tốt với mọi người và chăm sóc sức khỏe bản thân, cuộc sống của mệnh chủ sẽ luôn nhiều năng lượng tích cực. Đồng thời trong năm 2024 này, nữ tuổi Đinh Mùi 1967 không nên quá ôm đồm nhiều công việc, nếu có thể kiểm soát chi tiêu hợp lý, ăn chay hướng Phật thì sẽ tự tại an nhiên, hậu vận sung túc. Trong năm này, nữ mạng Đinh Mùi đứng trước sự thay đổi quan trọng trong công việc. Một số nữ Đinh Mùi đã nghỉ hưu, một số vẫn còn làm việc nhưng chủ yếu là công việc nhẹ nhàng, đúng sở trường nên không quá nhiều áp lực. Đối với những người đã về hưu, đây là thời khắc mệnh chủ có thể mãn nguyện và tận hưởng cuộc sống. Thời gian nhàn rỗi còn lại, nữ Đinh Mùi hãy làm những việc ý nghĩa giúp cho tâm thanh thản, tinh thần lạc quan, hạnh phúc. Vận trình tài chính của nữ mạng tuổi Mùi 1967 trong năm Giáp Thìn đa số đã dư giả để nghỉ ngơi, một số thu nhập từ tiền tiết kiệm trước đó, cùng với tiền hưu trí, ưu đãi và các khoản đảm bảo xã hội khác, khiến nữ Đinh Mùi đủ để cân đối chi tiêu cho mình. Trong năm này, mệnh chủ không nên quá hao tâm tổn sức về chuyện tiền bạc, thay vào đó duy trì công việc đang làm sao cho ổn định, đem lại nguồn thu nhập hợp lý, đầu tư nhiều hơn cho sức khỏe, chi tiêu cho các khoản phục vụ đời sống tinh thần. Năm 2024 nữ mạng Đinh Mùi được hưởng bình an trọn vẹn, con cháu trong gia đình ai cũng thành đạt có cuộc sống tốt, điều này khiến cho mệnh chủ rất an tâm, hạnh phúc. Cổ nhân nói rằng, chi túc thường lạc, biết đủ mới là người hạnh phúc, quý bà Đinh Mùi biết tự hài lòng thì sẽ luôn được sống vui vẻ. Mặt khác, mệnh chủ nên làm việc thiện, nuôi dưỡng truyền thống tốt đẹp cho con cháu để tích lũy phúc đức cho gia đình. Ở độ tuổi này,
Sức khỏe là điều quan trọng nhất cần ưu tiên, hãy giữ quan hệ tốt với những người đáng tin cậy, quý bà Đinh Mùi sẽ có cảm xúc tích cực hơn. Đồng thời nhận biết và bỏ qua những năng lượng lo lắng bên trong, hướng đến cuộc sống hạnh phúc, giàu có và khỏe mạnh về thể chất lẫn tinh thần. Năm 2024 Giáp Thìn, chủ mệnh hãy áp dụng một chế độ ăn lành mạnh, tập thể dục nhẹ nhàng thường xuyên như đi bộ, đạp xe, thiền định, thăm khám sức khỏe định kỳ để giải quyết các vấn đề bệnh tật. Ngoài ra, mệnh chủ nên ăn chay để giữ cơ thể khỏe mạnh, cân đối và tỉnh táo. Cách hóa giải vận hạn bằng phong thủy may mắn cho người tuổi Đinh Mùi 1967. 1. Chọn tuổi hợp với Đinh Mùi 1967. Tuổi hợp làm ăn với Nam Mạng, Mậu Thân và Canh Tuất là hai tuổi hợp với Nam Mạng Đinh Mùi về đường tài lộc, nên nếu kết hợp trong công việc, mọi chuyện sẽ vô cùng thuận lợi, may mắn, thu về nhiều tiền tài. Lựa chọn vợ. Muốn vợ chồng luôn sống trong hạnh phúc viên mãn, công danh tài lộc rộng mở, sáng lạn, thì Nam Mạng Đinh Mùi nên lựa chọn các tuổi hợp cả về tình duyên lẫn tài lộc để nên duyên chồng vợ, đó là các tuổi Mậu Thân, Canh Tuất và Giáp Dần. Cuộc sống vợ chồng vẫn mặn nồng, nhưng tiền bạc chỉ ở mức vừa đủ chi tiêu khi Đinh Mùi Nam Mạng kết hôn với các nữ mạng tuổi Đinh Mùi, Tân Hợi, Quý Sửu và Ất Tỵ. Nếu kết hôn với nữ mạng tuổi Kỷ Dậu và Ất Mão thì cuộc sống của hai người sẽ gặp phải đôi chút khó khăn, trở ngại. Nguyên nhân là vì hai tuổi này không hợp với Đinh Mùi Nam Mạng cả về tình duyên và tài lộc. Vào những năm không tốt cho chuyện lương duyên, 18, 24, 30, 36, 42 và 48 tuổi, bạn không nên thành gia lập thất, xây dựng gia đình. Nam Mạng Đinh Mùi sinh vào các tháng 1, 2, 3, 4, 8 và 9 âm lịch, thường có số đa thê hoặc gặp nhiều khó khăn trong việc lập gia đình. Tuổi Đại Kỵ, tuổi Nhâm Tý, Bính Thìn, Mậu Ngọ, Giáp Tý, Bính Ngọ, Giáp Thìn và Canh Tý là những tuổi đại kỵ với Nam Mạng Đinh Mùi. Nếu kết hợp với những tuổi này thì mọi chuyện sẽ gặp đôi chút khó khăn trở ngại. Nếu chót lỡ yêu thương nhau rồi mới biết là phạm tuổi đại kỵ và vẫn muốn tiến tới hôn nhân thì không được tổ chức cưới hỏi rầm rộ, mà chỉ được làm mâm cơm cúng gia tộc tổ tiên để được chứng giám sẽ có cơ may chung sống đến trọn đời. Nếu tuổi đại kỵ là người thân trong gia đình thì nên thành tâm làm lễ cúng sao giải hạn hàng năm cho mỗi người, sẽ giảm bớt được xung kỵ, tránh được tai ách. Quan trọng nhất vẫn là ăn ở hiền lành, làm nhiều chuyện tốt, tích nhiều phúc đức, những chuyện xấu sẽ được hóa giải. Tuổi hợp làm ăn với nữ mạng. Trong công việc, nữ mạng Đinh Mùi nên lựa chọn các tuổi hợp với mình về đường tài lộc như Mậu Thân, Canh Tuất, Giáp Dần để cộng tác thì mọi chuyện sẽ luôn được suôn sẻ, may mắn, thuận lợi, thu về nhiều tiền tài, lợi nhuận. Lựa chọn chồng, cuộc sống hôn nhân hạnh phúc, thành công về mọi mặt, gia đình được giàu có về tiền bạc. Khi nữ mạng Đinh Mùi kết duyên với các tuổi hợp với mình, cả về tình duyên và tài lộc, đó là các tuổi Mậu Thân, Canh Tuất và Giáp Dần. Tình cảm vợ chồng vẫn mặn nồng thắm thiết, nhưng tiền bạc chỉ ở mức vừa đủ chi tiêu khi bạn kết duyên với các tuổi Đinh Mùi, Tân Hợi và Ất Tỵ. Cuộc sống túng thiếu hay có mâu thuẫn khi nữ mạng Đinh Mùi nên duyên vợ chồng với các nam mạng tuổi Kỷ Dậu, Ất Mão và Quý Mão. Nguyên nhân là vì ba tuổi này không hợp với bạn cả về tình duyên và tài lộc. Vào những năm xung khắc trong đường tình duyên 20, 24, 26, 36, 38 và 44 tuổi, bạn nên tránh lấy chồng, kẻo vợ chồng dễ bị chia lìa xa cách. Nữ mạng Đinh Mùi sinh vào các tháng 1, 2, 4 và 5 âm lịch, thường gặp nhiều khó khăn trong hôn nhân. Tuổi đại kỵ, nữ mạng Đinh Mùi không nên kết duyên hay hợp tác trong công việc với những tuổi đại kỵ sau: Nhâm Tý, Bính Thìn, Mậu Ngọ, Giáp Tý, Bính Ngọ, Giáp Thìn và Canh Tý. Nếu kết hợp mọi chuyện sẽ gặp nhiều bất lợi, chuốc lấy thất bại, tình duyên giang dở không được bền lâu. Gặp tuổi đại kỵ, mọi chuyện phải thận trọng và giản dị hết mức. Nếu chót yêu thương nhau rồi mới biết phạm tuổi đại kỵ và vẫn muốn tiến tới hôn nhân, thì không nên tổ chức cưới hỏi rầm rộ, mà chỉ cần làm mâm cơm cúng gia tộc tổ tiên để được chứng giám, sẽ có cơ may chung sống với nhau đến cuối đời. Nếu tuổi đại kỵ là người thân trong gia đình, thì nên thành tâm làm lễ cúng sao giải hạn hàng năm cho mỗi người, sẽ giảm bớt được xung kỵ, tránh được tai ương. Quan trọng nhất vẫn là ăn ở hiền lành, làm nhiều việc thiện, tích nhiều phúc đức thì những chuyện xấu sẽ được hóa giải. 2. Màu sắc hợp mệnh với Đinh Mùi 1967. Mệnh thủy, màu tương sinh, màu đen tượng trưng cho hành thủy và chắc bạn cũng dễ dàng đoán ra người mệnh thủy hợp nhất với đen. Ngoài ra, những bộ trang phục phụ kiện màu trắng cũng sẽ rất hợp với bản mệnh của bạn đấy, vì kim sẽ sinh thủy, màu tương khắc. Theo quan hệ tương khắc thì thổ là hành khắc hành thủy, vì thế bạn hãy tránh dùng trang phục hoặc phụ kiện có màu vàng và vàng đất. 3.
Phật độ mệnh của Đinh Mùi 1967. Quý bạn nên sử dụng vòng tay đá phong thủy hoặc đeo Phật bản mệnh. Những vật phẩm này có tác dụng cải thiện vận khí cho chủ nhân, gia tăng sự may mắn trong công việc và cuộc sống hàng ngày. Tuổi Đinh Mùi 1967 được Phật Như Lai Đại Nhật hộ mệnh, mang mặt Phật bản mệnh Như Lai Đại Nhật bên mình. Tựa như có lá bùa may mắn trong tay, giúp thân chủ an nhiên tự tại trong cuộc sống, phát huy tối đa năng lực trong công việc để tiến tới thành công. Tuổi Đinh Mùi 1967 mệnh thủy, nên chọn mặt Phật làm từ đá núi lửa đen, hành thủy là hợp với bản mệnh nhất. Ngoài ra, có thể chọn mặt Phật đá mã não trắng, hành kim, bởi vì kim sinh thủy cũng rất tốt cho bản mệnh. Một lựa chọn khác là đeo vòng tay đá phong thủy, để giữ nguồn năng lượng thuần khiết của vũ trụ bên mình, giúp gia tăng vượng khí, từ đó may về tiền bạc, sức khỏe và hạnh phúc sẽ đến với thân chủ. Tuổi Đinh Mùi 1967 nên chọn các loại vòng tay đá màu đen, xanh nước biển, thuộc hành thủy, đây là màu tương hợp với bản mệnh. Chọn vòng tay trắng, xám, vàng nhạt, thuộc hành kim, đây là màu tương sinh với bản mệnh. Quý vị thân mến, tuổi Đinh Mùi 1967 đã đứng bên kia sườn dốc cuộc đời, nhất định có ba đại kỵ nên đề phòng để vận trình còn lại bình an và hạnh phúc. Tránh tập luyện vào sáng sớm. Nhiều người thường có thói quen tập luyện thể dục thể thao vào sáng sớm. Tuy nhiên, đối với người lớn tuổi, từ 4 đến 6 giờ sáng, thân nhiệt cao dễ làm huyết áp cao. Nếu vận động mạnh hoặc đi bộ quá sức, sẽ là làm tim ngừng đập. Do thế đây là điều quan trọng cần được lưu ý trong 5 điều không nên làm khi về già. Có nhiều trường hợp, người lớn tuổi sau khi đi bộ về đổ mồ hôi, tắm xong dẫn đến đột quỵ. Thế nên, người cao tuổi nên vận động vào khoảng chiều mát mẻ là thời gian hợp lý nhất. Bên cạnh đó, khi tập luyện không nên quá sức, chỉ nên vận động một cách nhẹ nhàng. Khi người đổ mồ hôi chỉ nên tắm sau 30 phút, 1 giờ, không được tắm ngay sau đó. Không nên ngồi dậy vội vàng, người lớn tuổi thần kinh sẽ ngày càng chậm chạp hơn. Nếu khi đang ngủ bị gọi đột ngột và ngồi dậy ngay sẽ dễ khiến huyết áp bị tăng nhanh. Vậy nên không đứng lên hoặc ngồi dậy quá vội vàng là một trong 5 điều không nên làm khi về già. Khi bị gọi hoặc muốn dậy, hãy nhắm mắt lại thêm nửa phút, sau đó mới từ từ ngồi dậy và xoa tay, xoa chân cho ấm. Cuối cùng bắt đầu bước xuống giường và đứng dậy. Tương tự khi ngủ mới dậy không nên đứng lên ngay, lúc này cơ thể đang trong trạng thái không cân bằng, dễ dẫn đến té ngã. Không ngoảnh đầu đột ngột, đối với người lớn tuổi mạch máu bị sơ cứng, nên nếu đột ngột ngoảnh đầu về sau rất dễ làm thiếu máu não gây choáng hoặc bị ngã. Vậy nên, một trong 5 điều không nên làm khi về già là khi đang ở trạng thái bình thường và bị gọi đột ngột, người cao tuổi nên xoay chậm cả người lại nhìn, không nên chỉ xoay mỗi cổ. Không đứng tư thế có một chân, người lớn tuổi xương cốt cứng cáp không còn dẻo dai như khi còn trẻ. Thế nên, nếu đứng có một chân trong lúc mặc quần áo rất dễ bị ngã người ra sau. Do xương của người cao tuổi dễ gãy và khó lành, nên tốt nhất khi mặc quần áo nên ngồi trên giường. Nếu mặc quần áo trong nhà tắm nên dựa vào tường. Khi mặc quần để giữ thăng bằng và tránh bị vướng ống quần. Ngoài ra, nên chú ý nhà tắm trơn trượt dễ dẫn đến té ngã khi thay quần áo. Hạn chế ngửa cổ quá lâu. Thông thường giữa các đốt sống cổ sẽ có chất bôi trơn để cổ hoạt động linh hoạt, thế nhưng khi về già chất nhờn này cũng sẽ tiết ra ít hơn khi ngửa cổ quá lâu. Phần xương đốt sống cổ sẽ làm tổn thương mạch máu não, dẫn đến tình trạng ngất xỉu. Vậy nên một trong 5 điều không nên làm khi về già là người lớn tuổi không nên ngửa cổ lâu. Khi ngồi nên có gối đệm cổ, nếu không có đệm gối, nên ngồi giữ thăng bằng, chỉ ngửa cổ ra sau một thời gian ngắn. Sau đó người lớn tuổi có thể xoay nhẹ cổ để tránh đau nhức. Vâng, cảm ơn quý anh chị đã quan tâm đón đọc những chia sẻ của ban biên tập chương trình về Minh Đường Tử Vi. Kính chúc quý cô bác cùng toàn gia chung năm Quý Mão, phúc khang an thái, phúc lai tai tống, phúc lộc tựa vân lai. Đừng quên đăng ký và để lại bình luận xuống bên dưới video. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình lần sau.